thưa quý vị và các bạn các tác phẩm của nguyễn công hoan luôn lên án những tên địa chủ thối nát lợi dụng những món nợ mà bóc lột sức lao động và tài sản của nhân dân để trục lợi cho chính mình trong chuyện ngắn cây mít cây mít vòng trong mắt người ngoài là giống cây quý nhưng đối với bố con ông lũng lại là vật thù chỉ vì nó mà gia đình ông đã phải hứng chịu biết bao tai họa phải sống trong sự bóc lột và hành hạ của thằng địa chủ tồn. Mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe tác phẩm Cây Mít của tác giả Nguyễn Công Hoan được phát trên hệ thống VTC Now và kênh Youtube Now Chuyện Hay, VTC Sách Hay ngay bây giờ. của Nguyễn Công Hoan Sau nhà ông Lũng có một cái vườn rộng ngót nửa xào Giữa vườn có một cây mít to, lá dườm già, bóng dợp cả khu Từ gốc lên bám vào thân cây, đến cành, chi chít những quả lớn Khách qua đường ai không biết, nhìn cái cây sai quả thì tấm tắc khen Quý hóa chưa, thật là hái ra bạc nhưng sự thực cây mít này đã gây bao tai họa cho gia đình ông Lũng và chứng kiến bao đau khổ của bố con ông. Ngày xưa, nghĩa là 60 năm về trước, còn đời ông nội ông Lũng thì ông cụ vẫn trồng trọt hoa màu ở cái vườn này. Tuy đất hẹp, nhưng mùa nào thức ấy, thu hoạch quanh năm cũng có đồng ra đồng vào. Một năm, năm ấy ông Lũng lên chín, ông cụ xin được của người họ ở làng vòng một cây mít mật con ông cụ gánh về trồng ở giữa vườn rào xung quanh cẩn thận và bảo con cháu giống này sai và ngon tao chưa được ăn bao giờ nghe nói quý lắm nhưng chắc gì tao đã sống đến ngày có quả tao chỉ ước chết vào vụ hè để chúng mày cúng tao toàn bằng mít cây mít lớn dần ông nội ông lũng qua đời bố ông đẻ thêm nhiều con. Gia đình trở nên túng quẫn. Thường ngày 3 tháng 8 vẫn phải đi vay gạo hàng bữa. Xóm ông có thằng địa chủ tên là Tồn. Hiện nay nó vẫn còn sống. Nó thích ăn mít. Nhà nó cũng có một cây. Nhưng cây nhà nó quả không sai và không ngon. Nó đã lấy giống mít vòng. Nhưng trồng cây nào chết cây ấy nó chỉ ước ao có cây mít vòng để ăn và lễ quan. Nhưng muốn có thì phải mua, mua thì phải mất tiền. Giống địa chủ có quen mua mất tiền cái gì bao giờ đâu. Giống ấy chỉ quen nhận đồ biếu, nếu không ai biếu thì ăn hiếp hoặc ăn lừa. Nhưng khốn nỗi, ở vòng, không ai là tá điền của nó, mà cũng không ai nợ nần gì nó để nó kể ơn lấy không mít của người ta một lần mẹ ông lũng ốm bà thèm của ngọt trong nhà lại hết tiền bố ông nghe nói nhà thằng lý tồn có mật nên đến mượn tạm nó đưa hẳn cho một bát lại cho vay thêm hai đấu gạo nếp nó bảo người ốm thèm ăn gì cứ cho ăn kia ấy tự khắc khỏi sau khi mẹ ông khỏi bệnh thằng Tồn đến đòi mật và gạo. Bố ông không có để trả. Nó không nói gì, ra vườn ngắm cây mít mới cao độ một thước. Nó hỏi, có đúng giống mít vòng không? Bố ông đáp, thừa đúng. Nó đứng một lát rồi về. Nửa tháng sau, nó lại đến đòi nợ. Bố ông lại không có để trả. Nó nói, thế thì vợ chồng mày gán cho tao cây mít con này mẹ ông thấy không thiệt thòi gì lại được sạch nợ thì cho là một sự may mắn nên bảo chồng phải đấy cứ gán cho ông lý đến kỳ cúng ông thì xin ông ấy một quả chứ nhà ta ai thiết ăn thằng tồn bắt bố ông làm giấy nhường đứt cho nó cây mít vườn nhà nhưng cây của người Cây năm cây mít bói quả đầu tiên. Bố ông đến nói với nó, xin để cúng ông cụ. Nó ngọt ngào đáp. Thế là đúng, người trồng cây phải được ăn quả trước người khác. Được, mày cứ lấy. Nhưng đừng bổ, cúng xong lại mang trả tao. Đến mùa rau, mẹ ông nhìn cây cải cứ bé cằn đi. Nghĩ mãi mới tìm ra lý do tại cây mít che mất nắng nên rau không lớn được phân do tắm tưới là thế chứ còn thế nào nữa bố ông thở dài rồi cây mít còn to bóng rực còn rộng dễ nó lại ăn hết màu đất không biết dù vườn này trồng gì năm sau theo lệ năm trước bố ông không nói với thằng Tồn, chảy một quả mít chín định để cúng ông cụ thằng Tồn khi ấy đã làm phó tổng, giận cái thói nông dân tự do chiếm đoạt tài sản của địa chủ, nên phải làm cho bố ông biết tay nó. Tay nó cầm cái ba tong hầm hầm đến nhà. Nó không đánh bố ông, nhưng quật vào bài vị ông nội ông và chửi thằng ăn trộm mít. Nó hất cả mâm cơm cúng xuống đất. Thấy bố ông nói bướng, nó trói vào gốc mít, bắt quỳ hai đầu gối vào hai nửa quả mít mới bổ đôi rồi nó đánh và giao hẹn từ nay ông giao cho vợ chồng mày phải trông cây mít mất quả nào ông trẻ xác vợ chồng mày ra cho chừa thói ăn cắp bố mẹ ông cực quá nhưng không biết làm thế nào được cây lớn dần cả vườn bị cớm nắng cỏ cũng không mọc được huống chi là hoa màu mẹ ông bàn hay là bán quách vườn đi nhưng không ai mua vườn ấy không thể trồng trọt và không ai dại mà làm người canh mít công không cho địa chủ gian ác mất quả nào chết với nó quả ấy mẹ ông kiếm ăn mỗi năm một vất vả thêm thiếu đất để trồng hoa màu gia đình bớt hẳn một mối lợi rồi sực nghĩ ra bà bàn hay là ta bán vườn cho cụ tránh thằng Tồn đã làm tránh tổng. Bố ông đến nói với nó. Ngày xưa, cái năm u cháu ốm, cụ có giúp một bát mật với hai đấu gạo, còn gán hầu cụ cây mít. Ngày ấy cây còn nhỏ, không nói làm gì. Nhưng hai mươi năm nay, cây ấy sai quả, mùa nào cụ cũng hưởng. Đó là quyền của cụ, con không dám nói đi nói lại. Nhưng có một điều con phải nghĩ ngợi nhiều Là cây của cụ Nhưng nó lại mọc trên vườn nhà con Cho nên con muốn nhường đứt hầu cụ cái vườn Kẻo con vẫn mang tiếng là có cây mà không được ăn quả Thằng Tồn bỏ dọc tàu xuống Ngồi nhòm dậy đáp Anh nói cũng có lý Nhưng anh có để phần có lý cho tôi nữa hay không Anh làm như ở đời này Chỉ có mỗi mình anh là khôn thôi đấy rồi nói thêm anh xem gần tất cả cây ăn quả ở xóm này là của tôi mua hết cũng như cây mít của anh nhưng có ai kêu ca phàn nàn gì đâu có ai đến nói nhường vườn cho tôi không ai cũng trông nom cho tôi rất cẩn thận không cây nào suy xuyển quả nào hơn hai mươi năm nay tôi ăn mít vòng đã quen rồi thôi anh về đi nói lắm rác tài tôi nói đoạn nó sai người đuổi bố ông Lũng ra cổng. Năm năm sau, bố mẹ ông qua đời. Ông Lũng cũng đẻ nhiều con, gia đình càng đâm ra túng thiếu. Ông đã phải bán đến thửa ruộng cuối cùng cho thằng Tồn. Nhưng cái vườn sau nhà thì cho cũng không ai muốn lấy. Bà Lũng bực mình lắm. Mỗi năm mùa mít đến, bà nhìn những quả xanh nhu nhú như cái nắm tay ở thân cây bà tính lấy gậy chọc chọc cho thối mẹ tất cả đi cho đỡ ngứa mắt. Nhưng bà không dám. Tuy thằng Tồn đã từ tránh tổng, nhưng con cả nó làm lý trưởng, uy quyền không kém bố nó ngày trước. Thằng này cũng có cái thói cho vay để chiếm cây ăn quả của vườn người ta. Ông Lũng thì coi cây mít như một vật thù. Chính nó làm cho hai đời trong gia đình ông vì túng bấn mà vợ chồng bố con lục đục, cãi cọ nhau luôn. Mùi quả chín thơm ngào ngạt luôn luôn nhắc ông đến những nỗi uất ức. Nhất là khi thấy những đứa con nhỏ tập nói, cây mít của nhà ta, thì ông càng căm hờn. Ông nội ông, bố mẹ ông, nay đến vợ chồng ông, có cây mít ở vườn đấy, nhưng đã ai được biết mùi mẽo nó như thế nào đâu. Một hôm, Nghe con ông khóc, đòi ăn mít. Ông không thể nhịn được. Ông cầm con dao dựa, chém vào thân cây hai nhát thật mạnh. Việc đến tai thằng Tồn. Lập tức, nó phăm phăm đến. Nó chửi ông là làm phản. Nó sai đầy tớ, đóng bốn cái cọc ở cạnh gốc mít. Buộc bốn chân tay ông vào, rồi cắm cây chuối vào lỗ đít và đánh. Ông như con ếch bị căng, dãy ruộng. Một lát máu đít phọt ra bà lũng ở đồng về tay xách giỏ ốc thấy chồng bị đòn bà vội vàng chạy đến thằng tồn giật lấy giỏ quăng ra ngoài hàng rào rồi đá bà một cái ngã sóng xoài ốc rơi tung tóe thằng bé con bò lồm ngồm theo cái giỏ vừa nhìn qua kẽ rào vừa khóc nó đói mong mẹ về để có ốc ăn sau trận đòn mình mẩy ông lũng sưng vù, bốn năm hôm mới khỏi. Dạo tháng năm năm ngoái, một đêm mưa to gió lớn, cái cành mít to nhất bị gãy, rơi thẳng xuống nóc nhà. Nhà vốn yếu nên đổ, cái cột đè lên đùi bà lũng, bà chữa mãi không khỏi. Hiện nay đi đâu bà cũng phải chống nạn. Cho tới năm nay, vừa đúng 41 năm thì đội phát động về. Ông Lũng lấy lại được cây mít. Các cây trong làng cũng được giải phóng, thoát tay địa chủ, về với gia đình nông dân. Lại đúng vào vụ mít chín, ông Lũng bổ một quả to nhất làm tư, bóc ra muối, đặt lên bàn thờ, dơm dớm nước mắt, khấn ông bà cha mẹ, rồi vợ chồng con cái xúm lại ăn. Không ai nói với ai câu nào hình như họ sướng quá. Không phải sướng vì được hưởng cái vị thơm ngon của giống mít vòng, nhưng sướng vì đã giành được cái quyền ăn quả của cây nhà chồng đã ba đời nay. Nhưng ông Lũng ăn có ba miếng. Ông đứng phát dậy, lấy cái đĩa, xếp vào đó độ hai chục múi to nhất và nói. Để đến tối họp xong, tao đánh lừa anh cán bộ về nhà để mời anh ấy ăn với tao thì tao mới thật thấy ngon thấy sướng quý vị và các bạn vừa lắng nghe tác phẩm cây mít của tác giả nguyễn công hoan hình tượng cây mít xuất hiện trong vườn nhà ông Lũng như một nhân chứng, chứng kiến tất cả nỗi tủi nhục, đau khổ của bố con ông. Cũng bởi món nợ mật và gạo với thằng địa chủ tồn mà cây trồng trên đất nhà mình, do mình tốn công sức chăm bẵm nhưng chả ai đều biết hương vị của nó như thế nào. Chính cây mít vòng tưởng như quý hiếm đó lại làm hại gia đình ông vì bẩn túng mà vợ chồng, bố con lục đục cãi cọ nhau qua câu chuyện của nhà ông Lũng, người nghe có thể cảm nhận được hiện thực về thủ đoạn cho vay để trục lợi của bọn địa chủ thối nát ngày xưa. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Quý vị đừng quên đăng ký kênh YouTube VTC Sách Hay, Nào Chuyện Hay để đón nghe những tác phẩm truyện ngắn đặc sắc tiếp theo của chúng tôi.